Câu lạc bộ của nữ tỷ phú Madam Pang ngắm huấn luyện viên Park Hang-seo vào ghế nóng. Câu lạc bộ Port Cảng Thái Lan là câu lạc bộ giàu tiềm lực ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Đội bóng này thuộc quyền sở hữu của nữ tỷ phú Nuan Phan Lam Sam, hay còn gọi là Madam Pang. Bà còn được biết đến với vai trò trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Ở mùa giải này, câu lạc bộ Port đã thi đấu rất kém cỏi so với tiềm lực của đội bóng. Họ chỉ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 33 điểm và gần như không còn hy vọng vô địch. Trước tình hình đó, bà Nuan Phan Lam Sam đang tính thay thế huấn luyện viên Jadep Milab. Theo nguồn tin từ tờ Chebon, câu lạc bộ Port đang ngắm 5 ứng cử viên ngồi vào ghế nóng. Nổi bật trong danh sách này có huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tờ Chebon đánh giá về chiến lược gia người Hàn Quốc. Lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo có tính kỷ luật cao và tinh thần đồng đội. Đây là điều mà câu lạc bộ Port còn thiếu. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phù hợp với câu lạc bộ Port. Trong những năm qua, ông đã giúp đội tuyển Việt Nam thành công và dần vượt qua Thái Lan.